Sharing in everything you do. I wanna grow old.
Đồng Trinh Trọng và kính mời sang sân khấu các trưởng đoàn đại diện cho những gia đình và nhà trai sẽ có những lời phát biểu. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa quý ông bà cha bác và anh em và các bạn trẻ, lời đầu tiên cho phép tôi được thay lời cho dòng họ và đặc biệt ông Phó Oanh và bà Phó Oanh, hôm nay các cháu đã lớn lên và trưởng thành. Để nói với bố mẹ, hai bên đã đồng ý và thống nhất tổ chức lễ định thành hôn cho hai cháu. Trước khi thành hôn thì hai cháu đã được học giáo lý hôn nhân và được xã hội công nhận, và đặc biệt cha Du Xe đã dâng thánh lễ cầu nguyện và ban phép bí tích hôn phối cho hai cháu được sống trong năm hạnh phúc vào chiều ngày 27 tháng chạp vừa qua. Và giờ đây ông bà ông Phó Oanh có chuẩn bị nghi lễ để sang làm thủ tục xin đâu. Chúng tôi không biết nói gì hơn, trước hết là xin kính chúc quý cụ ông bà và cùng toàn thể quý vị một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình của nhà trai. Đã có cơi trầu để xin phép các cụ ông các bà của gia đình và nhà gái được đảo đón cô dâu Hoàng Yến cùng còn trở về với các phòng hạnh phúc của gia đình của nhà trai để tổ chức cho buổi lễ thành hôn của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể quan khách của bên gia đình, đúng là chuyện hạnh phúc trong con tàu đặc biệt. Vì yêu em anh đã đến đây rồi, hôm nay tục lệ ở đời hai họ cho phép em là người vợ anh. Và kính thưa quý vị, và lúc này chúng tôi cũng xin được trịnh trọng và kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình và nhà gái cũng có những lời phát biểu. Xin được trịnh trọng và kính mời. Kính thưa các ông, các bà, toàn thể các bạn trẻ thanh niên nam nữ của họ nhà trai cũng như của họ nhà gái, hôm nay là ngày rất vui mừng của ông bà ông Phó Doanh và ông bà đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Và hôm nay họ nhà trai đã đưa lễ vật theo truyền thống của các cụ để lại để sang họ nhà gái chúng tôi. Cây dầu này chúng tôi sẽ dâng lên tiên tổ và xin được đón dâu, các cụ xin được đón dâu. Vậy giờ này tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng giới thiệu ông Phó Húy ra là cháu, là ông ngoại của cháu để ra nhận cơ dầu. Xin chân thành cảm ơn. Nếu không có em trong cuộc đời thì một mình anh phải biết làm sao khi sống cô đơn lẻ loi. Nếu như mùa đông chợt về bên hiên vắng, nếu như ngày mưa vội vàng xua tan nắng, nếu một mai bờ vai gầy hao giá băng. Em, thời gian qua có bao giờ em thấy hối hận vì đã lựa chọn ở bên cạnh anh, chia sẻ âu lo với anh. Dẫu cho niềm vui chẳng nhiều bằng nước mắt, dẫu cho ngọt ngào vẫn còn rén cay đắng. Và sau khi chúng ta cùng bàn chụp những bức ảnh lưu niệm trước khán phòng hạnh phúc của gia đình nhà gái, thì xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta sẽ vào để kính nhớ tới tổ tiên và cảm ơn tới hồng ân của Thiên Chúa đã ban tặng cho quý hai gia đình và đặc biệt là cho hai em Hòa Nguyễn và Thành Trung. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể các bạn trẻ thanh niên nam nữ, trước khi cháu gái chúng tôi về nhà chồng thì trước hết là xin cảm tạ Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng thứ, Chúa là nguồn phụ tử trên trời dưới đất, là đấng an bài mọi sự. Chính Ngài đã sắp đặt cho hai gia đình được gần gũi nhau. Hôm nay đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và Tổ tiên,
chúng con đã đến tuổi trưởng thành, lập gia đình, kết duyên cùng chị Maria. Cúi xin Ngài gia ân giáng phúc cho hai con chúng con được luôn trung thành và hạnh phúc. Lạy Thánh gia thất ở trần gian là Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Xin cho hai chúng con biết noi gương gia đình thánh gia, sống trung thành và đạo đức, ăn ở thuận hòa, trọn tình thủy chung với nhau. Và giờ đây xin mọi người hợp ý với hai cháu dâng lên Thiên Chúa lòng cảm tạ và tri ân trong giờ phút long trọng này. Xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám môi thánh đường. Là tin công đức thì mới là cảnh sanh hồn.
đứng có nguồn bể rộng sâu sâu. Con người chúng ta nguồn có từ đâu? Có tiền, có tổ, mới có tàng, có bình. Vừa rồi hai gia đình chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa những lời cảm ơn, những lời chân thành để cảm ơn tới Thiên Chúa đã ban tặng cho tình yêu của Đức Mẹ Trời Hòa Nguyễn và Thầy Châu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, lúc này đây thì xin được trình trọng hoàng kính mời hai bà thông gia diễn ra trước khán phòng hạnh phúc của gia đình để hai bà sẽ được đón nhau và nhận rể. Xin được trình trọng kính mời hai bà sẽ ra trước khán phòng hạnh phúc của gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đúng là niềm vui, niềm hạnh phúc của hai gia đình được đón dâu viện rể hầu. Lúc này đây thì hai bà sẽ trao dâu và nhận dâu trước khi chứng tỏ hạnh phúc của quý cô quý ông bà của gia đình của đời trai cùng trở về với các phòng hạnh phúc của gia đình. Xin được trân trọng kính mời hai bà. Kính thưa quý vị, lúc này đây thì hai bà thông gia đang ra trước khán phòng hạnh phúc. Xin mời quý vị nổi những tràng pháo tay thăng lớn tâm tâm nhân lễ chúc mừng cho hai gia đình chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Mọi người lúc này xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ cùng lên ạ. Và bà kính thưa quý vị, cả lúc này đây thì hai bà tham gia đang là gia đình một người rất là hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đúng là chim khôn thì đồng lắc nhà quan, sang khôn thì bò cái muôn tìm chồng, mà chim khôn thì ăn quả nhãn đồng, mà cái khôn thì thích lấy chồng bật quê. Thứ nhất là tiền lối đi về, mà tiền công thì về, mà tiền nghề làm ăn. Sau này có con mang sang người ông bà, hay là hạnh phúc, đúng là mình vui. Một lần nữa xin mời quý vị đồng ý trang báo tay thật lớn, thật lớn người lớn để chúc mừng hạnh phúc cho hai gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, xin chị chào và cảm ơn sự hiện diện của hai mẹ. Và kính thưa quý vị, trước khi chuyến tàu hạnh phúc của kinh cố quý ông bà của gia đình của nhà trai cùng mời trở về với các phòng hạnh phúc của gia đình của nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay, thì lúc này xin được trịnh trọng và kính mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu sẽ có một chút quà để trao tặng cho hai con trong ngày vui, ngày hạnh phúc của gia đình. Xin được trịnh trọng kính mời bố mẹ. Trao tặng cho hai cháu xin được trịnh trọng và kính mời.
Và kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời gia đình Bắc Nguyên Thu cũng có món quà để trao tặng cho anh cháu. Và kính thưa quý vị, trong ngày vui ngày trăm năm hạnh phúc của hai cháu, để chúng tôi cũng xin được trân trọng và kính mời cậu họ Tống Duyên cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu. Và kính thưa quý vị, và liên tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời cậu họ Trường Tưởng cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu. Và lúc này cũng xin được trân trọng và kính mời gia đình chú dì Vương Dung cũng có một món quà để trao tặng cho hai cháu trong ngày vui, ngày hạnh phúc của gia đình và nhà gái chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn những món quà hết sức là tận tâm và ý nghĩa của gia đình và nhà gái. Và vâng, xin mời cả nhà bên ngoài sẽ chụp với hai em một bức ảnh cuối cùng. Quý thức cùng cô dâu chú rể mang nhà trai để tổ chức buổi lễ thành hôn chúc mừng cho hai cháu. Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, vì là ngày đầu tiên mà ta có
nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Gửi lời chào tới quý vị khách quý cùng toàn thể hội hôn, lời chào niềm vui năm mới, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý đại họ cùng toàn thể hội hôn, hôm nay là một niềm vui đặc biệt của gia đình ông bà Phó Doanh tổ chức lễ thành hôn cho Thành Trung và Hoàng Yến. Phần tổ chức gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần tạ ơn Thiên Chúa kính nhớ gia tiên. Phần thứ hai là phần phát biểu của quý vị đại diện cho hai họ. Và phần thứ ba là phần kiệp mừng. Kính thưa toàn thể hội hôn, trong một bài hát có ca từ: chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày đẹp nhất của Thành Trung và Hoàng Yến. Và đặc biệt trong ngày 27 tháng Chạp vừa qua, Thành Trung và Hoàng Yến đã tay trong tay tiến về nhà thờ Đền Thánh. Cử hành bí tích hôn nhân được chứng kiến của cộng đoàn Hội Thánh và quý vị đại diện cho hai họ, được Thiên Chúa tác hợp đã trở nên một gia đình mới. Và hôm nay, với sự yêu ái quý mến của đại diện cho quý vị hai họ, đã thực hiện những nghi thức theo phong tục tổ truyền, đã thực hiện đưa đón Hoàng Yến về đây chính thức là dâu con của ông bà Phó Doanh. Với tâm tình đầu tiên, Hoàng Yến và Thành Trung hôm nay trước hết là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ gia tiên. Giờ đây là phần thứ nhất, xin mời ông Doanh cùng hai người con của mình tiến về trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ tổ tiên để chúng ta cử hành nghi thức. Xin kính mời. Xin mọi người chúng ta lại xin Thiên Chúa ban nhiều thần thánh trên gia đình mỗi ngày. Lạy Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mỗi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban lòng ơn chan chứa thấm nhuần một xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thay nên chứng được trời cho muôn người trong pháp đời. Lạy Cha, Cha đã muốn cho gia đình trở thành tổ ấm cho tình thương và sự sống phát triển. Hôm nay, nhân ngày kết hôn của hai cháu chúng con, xin Cha thánh hóa cho tình yêu của hai cháu luôn thánh thiện và trung thành với nhau cho đến trọn đời. Ước gì gia đình của hai cháu luôn biết noi gương thánh gia thất,
và ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống cùng bọn lẫn nhau, hầu được hưởng niềm vui những kiểu trong nhà cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân thiên Chúa. Và giờ đây xin mọi người chúng ta hợp ý để cùng với 26 để cầu nguyện cho cha mẹ. Xin cảm tạ cha, xin cảm ơn trời đã ban cho đời con có mẹ cha. Xin được trân trọng kính mời đôi bàn trẻ chúng ta cùng ra trước khu vực sân khấu. Và lúc này cũng xin được trân trọng kính mời tới bố mẹ của chú rể anh Trung và bố mẹ của cô dâu cũng ra trước khán phòng hạnh phúc để chung vui và cùng chúc mừng cho hai con, sẽ được chứng kiến cho hai con cắt những tầng bánh hạnh phúc và xót xa những ly rượu hồng để kính mời tới toàn thể quý vị, quý cố ông bà của hai gia đình chúng ta cùng được nâng ly và cùng chúc mừng hạnh phúc cho đoàn bạn trẻ Thành Trung và Hoàng Yến trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai gia đình thông gia sẽ ra trước khán phòng hạnh phúc của gia đình để cùng với ban tổ chức tôi cùng bước vào chương trình cho buổi thành hôn của hai em Thành Trung và Hoàng Yến trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể quan khách của đối bên gia đình, trong ngày vui ngày hạnh phúc của hai gia đình, lúc này chúng tôi cũng xin được trân trọng và kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình hồi nhà gái sẽ có những lời phát biểu tại khán phòng hạnh phúc của gia đình nhà trai. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, các bạn trẻ thanh niên nam nữ của họ nhà trai cũng như họ nhà gái, hôm nay gia đình Phó Doanh có tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và chúng tôi là họ nhà gái cũng được vinh dự được họ nhà trai mời tới để tham dự lễ thành hôn của hai cháu.
Vậy trước khi chuẩn bị chúng ta vào bữa tiệc thì tôi xin có mấy vần thơ để như thế là chúc mừng trước hết là cho hai cháu của ông bà ông Phó Doanh và tất cả quý ông bà trong họ nhà trai. Mừng hạnh phúc hai cháu trong ngày lễ thành hôn. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, thương nhau chẳng quản giàu nghèo gần xa. Hồng ân Thiên Chúa bao la, đói ban tràn ngập, tân hôn an bình. Chúc mừng hạnh phúc gia đình, phúc ân tiên tổ hiển vinh muôn đời. Tôi nay có mấy lời chúc mừng quý vị mọi người bình an. Hai nhà định liệu lo toan, trai khôn dựng vợ, gái ngoan gả chồng. Trăm năm nguyện tạc chữ đồng làm ghi, anh em chú bác cô dì cùng nhau thăm hỏi cũng vì tình yêu. Bạn bè nam nữ cũng nhiều, chúc mừng hai bạn tình yêu lồng làng, hiệp hòa như thể phượng loan, con rồng cháu phượng con ngoan cũng nhiều. Kinh tế lắm thóc nhiều tiền, bạn bè qua lại liên miên tháng ngày. Tôi xin tóm tắt trình bày, kính chào quý vị trong ngày vẻ vang. Chúc mừng gia quyến an khang, dâu hiền nên gái đảm đang việc nhà, rể thì tài đức bao la, đẹp đời tốt đạo thánh gia lưu truyền. Xin chúc mừng và xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời quý vị ngồi trên tràng pháo tay thật lớn để cho chúc mừng cho những lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho viễn gia đình hội nhà gái. Và lúc này chúng tôi cũng xin được trình trọng và kính mời ông trưởng đoàn đại diện cho viễn gia đình hội nhà trai cũng có những lời phát biểu, xin được trình trọng và kính mời. Kính thưa ông bà, cha bác và các anh các chị, đặc biệt là các bạn trẻ, thật là niềm vui cho ông bà ông Phó Doanh và họ hàng chúng tôi. Chúng tôi xin thay đại diện cho dòng tộc họ hàng và ông bà ông Doanh xin có lời đôi lời. Trước hết là đàm nhà gái đã đưa hai đứa cháu Hoàng Yến đã về làm dâu ông bà ông Doanh và làm con cháu trong gia tộc chúng tôi, thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin là rất chân thành cảm ơn những lời phát biểu của hai ông trưởng đoàn đại diện cho phía hai gia đình. Ông trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình của nhà gái cũng cảm ơn tới toàn thể các cụ ông các bà của gia đình họ nhà trai đã dành cho phái đoàn họ nhà gái những tấm lòng đón tiếp hết sức là thân thiện. Và ông trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình họ nhà trai thì cũng cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý cụ, quý cố ông bà của hai gia đình. Chúng ta được hiện diện trở về mỗi khát vọng hoài phúc của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay và cùng được chung vui và cùng chúc mừng cho buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Thành Trung và Hoàng Yến. Và kính thưa quý vị, và lúc này chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đến với những tầng bánh để cắt những tầng bánh để cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách của gia đình. Và kính thưa quý vị, tầng bánh thứ nhất là họ sẽ cắt để cảm ơn tới công dưỡng nuôi sinh thành của bố mẹ đôi bên. Và tầng bánh thứ hai là họ sẽ cắt để cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách của đôi bên gia đình. Và tầng bánh thứ ba là họ sẽ cảm ơn tới toàn thể bạn bè của chú rể Thành Trung và cô dâu Hoàng Yến. Xin mời quý vị nổi lên tràng pháo tay thật lớn, rất là nhiều từ để chúc mừng. Và cũng xin được trịnh trọng kính mời hai em chị cùng những chai rượu tâm bình để rót ra những ly rượu hồng, kính mời tất cả thể quý vị quan khách của đối bên gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời hai em sẽ tay trong tay để các rót ra những ly rượu hồng để kính mời tất cả thể quý vị quan khách của đôi bên gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, lúc này đây những ly rượu hồng của gia đình chúng tôi đang lan tỏa trên khắp khắp vòng hạnh phúc của gia đình. Một vòng tay anh tôi ta cùng nhau ta.
trên cái vị rất là đây thì phải khắc họ hạnh phúc và gia đình chúng tôi đang lan tỏa những vị diệu hồng để kính mời tới toàn thể quý vị đại biểu quan khách quý cố quý ông bà của gia đình và nhà trai và gia đình nhà gái chúng ta cùng được lâm nghi và cùng chúc mừng cho buổi lễ thành hôn của hai em Thành Trung và Hoàng Yến trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, và quý thi vị và lúc này xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ nâng lên ly rượu để kính mời tới bố mẹ của chú rể, xin được trân trọng và kính mời. Và lúc này xin được trân trọng kính mời chú rể Thành Trung sẽ nâng lên ly rượu để kính mời tới bố Tân Sinh và cô dâu Hoàng Yến. Và lúc này là ly rượu ra môi của hai em. Và kính thưa quý vị, và lúc này chúng tôi hôm sẽ từ 1 đến 3 thì chúng ta sẽ hôm chúc mừng hạnh phúc được không ạ? 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc cho hai gia đình, xin được trân trọng kính mời hai gia đình sẽ làm đi để chúc mừng hạnh phúc cho hai con ạ. Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ để đứng đi đây. Và xin mời hai gia đình thông gia sẽ bắt tay để kết tình thông gia. Hai nhà như một. Xin mời quý vị nổ những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt nữa để chúc mừng cho hai gia đình thông gia. Xin được trân trọng kính mời hai gia đình thông gia sẽ bắt tay để kết tình thông gia. Hai nhà như một. Kính thưa quý anh họ cùng toàn thể hội hôn, hôm nay là một niềm vui của hai gia đình và đặc biệt của hai cháu Thành Trung và Hoàng Yến. Có được thành quả và niềm vui đặc biệt hôm nay, hai gia đình đại diện cho hai người con của mình nói nên niềm biết ơn tới quý vị đại diện cho hai họ trong suốt những ngày vừa qua đã dành những tình cảm quý mến thực hiện những nghi lễ theo phong tục địa phương. Và đặc biệt hôm nay được đón nhận của tất cả quý vị, các bạn trẻ đã trở về đây để chia sẻ niềm vui với gia đình cũng như hai cháu ngày hôm nay. Và giờ đây hai gia đình cũng như hai cháu cúi đầu nói nên niềm biết ơn tới quý vị đại diện cho hai họ cùng toàn thể hội hôn. Xin chúng ta chúc họ một tràng pháo tay thật lớn. Và giờ đây để báo đáp ơn tình của quý vị đại diện hai họ cũng như quý khách đã dành cho gia đình, cho Thành Trung, Hoàng Yến. Và giờ đây bên ông bà phó danh đã soạn tiệc, đã bày tiệc. Và giờ đây để quý vị được dùng bữa và chia sẻ niềm vui, chúng tôi kính mời một vị đại diện cho họ nhà trai nên xin Chúa thánh hóa bữa tiệc này cho toàn thể chúng ta. Xin kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin Chúa ban phúc lành cho chúng con và những của ăn bởi lòng rộng rãi Chúa ban cho chúng con dùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Xin chúc mọi người ăn ngon ngon miệng. Vâng, xin được trân trọng và kính mời tới toàn thể quý vị chúng ta cùng quay trở về với những bàn tiệc của gia đình. Và kính thưa quý vị, trong ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con, lúc này xin được trân trọng kính mời mẹ chồng sẽ có một chút quà để trao tặng cho con dâu trong ngày vui, ngày hạnh phúc của đôi bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là cha vui thì được đón khách nước mềm, mềm mừng được đón sâu hiện tại ra. Và niềm vui phấn khởi trong lòng, lúc này mẹ chồng đã có một chút quà để trao tặng cho con trong ngày vui, ngày hạnh phúc của gia đình. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Bây giờ cũng như chương trình thì xin mời bà nội của hai cháu lên tặng quà cho hai cháu ạ. Bà nội là dành gom được nhiều lắm. Vâng, bà nội lên mừng cho hai cháu.
Xong đến bà ngoại của hai cháu ạ. Bà ngoại dồn được một bó tiền. Đó, cảm ơn bà ngoại ạ. Vâng, vâng. Hai cháu cảm ơn bà ngoại. Bà ngoại từ như bạn để cho chụp hình nữa. À, xin kính mời bác Nà. Bác Nà, Sài Gòn. Rồi, đấy. Rồi bác Nà tặng quà cho hai cháu. Đấy. Đấy, lại có một hai chỉ bảo để các bạn có cái kinh nghiệm lắm rồi. Rồi, 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 rồi. Cảm ơn bác Nà. Hai cháu cảm ơn bác Nà. Rồi, xin kính mời... anh chị Khánh Hằng. Rồi anh chị Dung Huân chuẩn bị. Anh chị Dung Huân chuẩn bị nên mừng tuổi cho hai em. Chúc mừng. Rồi chuẩn bị mời bác Thiết Lượt. Hai bác Thiết Lượt Thanh Hóa. Rồi mời bác Thiết Lượt Thanh Hóa. À bây giờ nhìn mình nha. Lên nào, lên nào. Xin thưa quý vị, đừng có theo chương trình.
Quê Thơ Mờ là món quà của chú Thím Bản Nam đến từ Sài Gòn. Quay cho chú Thím bay từ Sài Gòn và trở ra đây để chúc vui và cùng chúc và hạnh phúc cho anh cháu. Và sau món quà của chú Thím Bản Nam thì chúng mình cũng xin được trân trọng và kính mời chú Thím và Nguyên Hoa cũng từ Sài Gòn bay ra có những món quà để trao tặng cho anh cháu trong một buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và bác xin mời quý vị đổ những tràng pháo tay thật lớn cho đồng nghiệp đi quý vị. Đây là những món quà hết sức là thần tượng từ gia đình họ nhà trai đáng trao tặng cho đoàn bạn trẻ Thái Trung và Hoàng Hiến trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này xin được trân trọng và kính mời chú Thím Nguyên Hoa cũng bay từ Sài Gòn trở ra với khát vọng hạnh phúc của gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lúc này chúng tôi cũng xin được trân trọng và kính mời gia đình chú Thím Cần Thảo cũng từ Sài Gòn bay ra với niềm vui, niềm hạnh phúc của các cháu, của những món quà hết sức là thân thương để trao tặng cho hai cháu trong buổi lễ thành hôn của gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Mất điện rồi. À, chúng ta nào, cả nhà kính thưa nhá. Rồi, chào mọi người. It felt like I knew that I
Và trước khi ra về thì chúng tôi có một lời khuyên của cháu gái chúng tôi. Kính thưa quý ông bà họ nhà trai, thật là buổi lễ thành hôn đã diễn ra thật là tốt đẹp. Trước khi ra về, tôi xin phép có đôi lời nói với cháu gái của chúng tôi. Cháu gái thân mến, kể từ nay cháu đã thuộc hẳn về nhà chồng. Cháu cũng hết sức sống cho nhà chồng, ngoan ngoãn vâng lời và phụng dưỡng cha mẹ chồng như cháu đã vâng lời phụng dưỡng cha mẹ cháu. Biết tín nhiệm người chồng của cháu, hãy quên mình phục vụ mọi người, sớm tối biết cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria tuôn đổ phúc lành tràn đầy cho gia đình cháu. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm tạ quý gia đình. Xin trao gửi cháu gái chúng tôi cho ông bà. Xin Chúa chúc lành cho hai gia đình chúng ta. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa ông trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái đã tháp tùng họ nhà trai đưa cháu dâu của chúng tôi về đây. Và giờ đây tôi cũng thay lời cho ông bà Phó Doanh cũng như dòng tộc xin chân thành cảm ơn quý họ nhà gái. Và cũng chúc các cụ thượng độ bình an ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi như vậy.
cả hai.